Xin mời các bạn uống nước nhé. Nhớ uống nước đầy đủ trước khi luyện tập. Thức dậy hết chưa nào các bạn? Xin chào, bạn nào đã chuẩn bị sẵn sàng rồi bình luận xuống phía dưới sẵn sàng giúp Nguyễn Hiếu. Và nhớ giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ ngay cái live stream này. Gọi, kêu gọi bạn bè của mình dậy và cùng luyện tập với chúng ta cho vui. Được không nào bạn? Thế, và sau khi chia sẻ xong thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ngày hôm nay nha. Còn bạn nào mới đây là lần đầu tiên xem live stream của Nguyễn Hiếu không ạ? Có không ạ? Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem live stream của Nguyễn Hiếu thì bình luận xuống phía dưới số 1 giúp Nguyễn Hiếu. Và sau đó kiểm tra ở cái bên góc phải màn hình của bạn ấy, nó có cái chữ đăng ký thì các bạn nhấn vào đấy. Để đảm bảo được rằng là các bạn đã đăng ký thì tất cả những cái live stream hay là những cái chia sẻ thông báo của Nguyễn Hiếu sau đó thì bạn luôn luôn là người đầu tiên nhận được thông báo. Nhấn nút đăng ký giúp Nguyễn Hiếu nhá. Được chưa ạ? Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ngày hôm nay nào. Mời bạn điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái. Lưng thẳng, thả lỏng hai tay ở trên đầu gối. Thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng cho đôi lông mày của bạn. Hãy hít vào thật sâu. Đẩy bụng căng phồng lên và thở ra, xẹp bụng lại, siết sâu bụng xuống. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa hít sâu. Phình căng tròn bụng lên và thở ra, siết chặt bụng lại, siết sâu xuống và cảm nhận nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ đang tràn vào trong cơ thể của bạn, thẩm thấu vào từng tế bào, thẩm thấu vào các cơ quan nội tạng, cảm giác cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể. Đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn. Hãy hít vào. Và thở ra. Bạn hãy chắp tay về phía trước ngực nào. Sau đó đan tay lại nha. Lật ngược lòng bàn tay. Kéo giãn duỗi thật mềm. Thật mềm, thật mềm cho cột sống của bạn. Giãn duỗi thật mềm ra. Thế nâng cằm lên. Hít vào. Thở ra. Hít sâu, thở chậm, sau đó hít vào và thở ra. Bạn hạ tay xuống, thả lỏng tay ở trên đầu gối, từ từ hít vào, nâng cằm lên, thở ra, gập cằm xuống, kéo giãn và làm mềm cho vai cổ gáy của bạn. Sau đó hít sâu, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Rồi, bây giờ mời bạn chụm hai bàn chân lại. Chụm hai bàn chân, hai tay nắm vào ngón chân cái. Rung rinh và thả lỏng cho cái phần khớp háng để chúng ta làm ấm các cơ quan sinh sản cũng như là làm mềm cho khớp háng của bạn. Hít vào. Thở ra. 5, 4, 3, 2, và một, tốt rồi. Bây giờ bạn mở hai chân sang hai bên, dựng cái bàn chân của bạn lên nhé, mở rộng sang hai bên một chút, kéo cái mông của bạn ra sau đi. Thế, đúng rồi. Hai tay của bạn đặt nắm ở ngón chân cái, vươn dài cái lưng của bạn về phía trước, hít vào. Thở ra, kéo cơ thể xuống một chút, hít vào. Thở. Hít. Thở, chúng ta tập 5 lần. Hít vào. Thở ra. Hạ thấp xuống rồi, nhịp cuối hít sâu. Thở ra.
Rồi giữ ở đây, hít thở đều nha bạn. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi bây giờ hít vào. Bạn nâng cơ thể của bạn lên, khép chân lại, co chân nghiêng mình qua bên phải, chống khuỷu tay của bạn xuống, co hai chân nhé. Đấy, co hai chân, được chưa nào? Rồi, đẩy cái vai của bạn cao lên thế. Bắt đầu chúng ta nắm lấy đầu gối của bên trái, mở lên. 1, 2, 3, 4 và 5. Mở căng cái chân của bạn lên, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó từ từ co chân này, co chân, bạn kéo này, xoay này. 1, 2, 3, 4 và 5. Thế, sau đó duỗi thẳng chân, từ từ duỗi thẳng. Giữ nhá, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít sâu, thở ra, hạ chân xuống. Thế, và chúng ta nâng cơ thể lên, nghiêng qua bên trái để tiếp tục chúng ta mở và tác động sâu hơn cho cái vùng xương chậu ở phía bên trái. Hạ khuỷu tay trái, co hai chân này, chống hai gót chân chạm nhau này, tay phải đặt lên trên đầu gối của bên phải, đẩy vai của bạn lên nha. 1, 2, 3, 4, 5. Giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, hít vào, co chân lên này. Thế, sau đó bạn xoay này. 1, xoay tròn. 2, 3, 4, 5. Tốt lắm. Rồi, sau đó bạn duỗi thẳng căng chân của bạn lên, thẳng căng chân, kéo gót chân, giữ hít thở đều. 5, 4, giãn căng sâu cho vùng chân, xương chậu và cái khớp háng của bạn, giải tỏa sự căng thẳng ở vùng lưng, chân, đầu gối. 3, 2 và 1. Rồi bây giờ hít vào, co chân lại, thở ra, nâng cơ thể lên, nâng cơ thể. Rồi bây giờ bạn ngồi, chụm hai chân lại, hít sâu, thở ra, gập người về phía trước, hạ khuỷu tay nhé. Giữ ở đây một chút, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào, thở ra. Sau đó hít, nâng cơ thể lên. Bạn xoay người về phía trước, chống hai chân, trở về tư thế chuẩn bị giống như của con mèo á. Duỗi cái mũi chân. Rồi, thắt chặt bụng, gồng đẩy cái lưng của bạn lên. Thế, từ từ hít vào thật sâu. Bạn nâng cái chân của bên phải lên, hướng cái gót chân lên, đẩy cao lên, hít vào, thở này, hai hít này, thở này, ba hít, thở nâng cao nhé, bốn hít, thở, và năm hít vào, thở ra. Co chân gập sát về phía ngực, duỗi mũi chân, vòng cái tay trái, ôm chân kéo chạm về phía cằm của bạn, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Sau đó chúng ta đổi chân nhé. Từ từ kéo căng gót chân trái, hít đá lên này, thở này, 2 này, thở này, 3 này, thở này, 4 này, thở này, 5. Nhớ là hít thì đá chân lên, được chưa? Thở. Rồi, co chân lại, kéo chân sát về phía cơ thể, đưa tay phải nắm lấy chân kéo vào, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra, hạ chân xuống vị trí ban đầu, hạ chân xuống vị trí ban đầu, được chưa nào? Hít vào, thở ra, bạn lùi mông ra sau, lùi kéo giãn mông ra sau, vươn cằm về phía trước,
nhướn ngực mắt nhìn lên, hít sâu, thở ra, gù cao lưng cuộn người về phía trước, rồi bạn hạ ngực xuống nha. Rồi bây giờ hạ bụng, lướt cơ thể, quay cái vai, nâng cơ thể lên, giữ ở đây, hít thở đều, hít vào và thở ra. Rồi hít sâu, thở, bạn chống mũi chân, lùi mông của bạn ra sau, nhướn cằm lên, thế, nhướn cằm lên, hít vào, thở ra. Nhón gót chân, đi bộ tại chỗ ở tư thế chữ V ngược. Hít sâu và thở chậm. Đẩy gót chân này, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Đẩy cao vai của bạn lên, mông hất cao lên, hít vào và thở ra. Sau đó hít vào, kiễng gót chân lên, cuộn người về phía trước, co gù cao cái lưng của bạn, bước thật nhẹ chân phải lên nhé, thật nhẹ chân phải lên, rồi hạ gót chân của bên trái, vươn tay của bên trái lên, mắt nhìn lên, hít thở đều, hít sâu, thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ tay xuống, hạ tay xuống, rồi chống gồng cao cái vai của bạn lên, rút chân phải ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy mông cao lên bạn nhá, đẩy mông cao lên, hít vào, kiễng cao gót chân lên, rồi gù cao lưng vai, co cái chân thật cao sát về phía ngực, đổ người về phía trước, bước thật nhẹ chân trái của bạn lên, thế, sau đó nghiêng cơ thể qua bên trái, vươn cánh tay của bên phải thẳng lên, mắt nhìn theo tay, hít thở đều, hít sâu và thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào và thở ra. Hạ tay xuống, rồi hạ tay xuống nha, xoay chân trở lại, hít vào thật sâu, gù cao vai, rút chân trái ra sau, chữ V ngược, đẩy mông của bạn cao lên, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, từ từ di chuyển hai tay về phía của chân. Rồi bây giờ bạn trùng đầu gối lại, trùng đầu gối nhé, trùng đầu gối. Bạn trùng đầu gối này. Thế. Mông được đẩy ra sau đúng không? Thế, đúng rồi. Mông đẩy ra sau, tay thì được với dài về phía trước, được chưa nào? Hít vào một hơi thật sâu. Bụng sát về phía đùi nhé, lưng duỗi thẳng. Rồi thở ra thật chậm rãi, chậm rãi, thu tay lại, duỗi thẳng căng chân của bạn. Thẳng chưa nào? Thế, thả lỏng khuỷu tay, thả lỏng đầu. Rồi, hít vào. Thở ra, đẩy mông ra sau, với hai tay thật xa về phía trước. Thế, sau đó tiếp tục một lần nữa, hít vào. Thở ra, bây giờ bạn duỗi thẳng chân, bụng chạm sát về phía đùi. Đảm bảo bụng bạn chạm sát về phía đùi nhé, hít vào. Thở ra, lùi cái tay ra sau. Thế, cúi thả lỏng đầu cổ, 5, 4, 3, 2, một, tốt lắm. Bây giờ trùng đầu gối, hít sâu, dùng cơ bụng gồng chắc vào, kéo cơ thể lên, kéo cơ thể lên, hít sâu, nhắm mắt nhá, nâng cơ thể, thở ra, chắp hai tay về phía trước ngực của bạn đi, hít vào, thở, hít sâu, đừng mở mắt vội và thở chậm, sau đó hít vào, thở ra. Rồi bây giờ bạn mở mắt được rồi. Bạn thấy thế nào? Cơ thể nhẹ nhõm ra rất nhiều đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đứng khép sát hai chân lại ở phía giữa thảm. Hai tay chống ngang hông. Được chưa nào? Rồi, chống cái mũi chân của bên phải lên, chống mũi chân của bên phải nhé. Hít vào thật sâu. Bạn đá chân này, ngang. Rồi thở ra. Hai, hít, đá sang ngang. Thở. Ba, hít. Thở. Bốn, hít. Thở. Và 5, hít vào, giữ, 5, 4, 3, 2,
Một và thở ra, hạ chân xuống, chúng ta đổi bên. Chống cái mũi chân của bên trái lên. Từ từ đá sang ngang nhá. Một, hít, thở. Hai, hít, thở. Ba, hít, thở. Bốn, hít, thở. Và năm, hít, giữ. Năm, bốn, ba, hai, một. Và thở ra, hạ chân xuống, nhón gót đi bộ tại chỗ để thả lỏng cho cái vùng hông của bạn. Rồi sau đó bạn mở rộng hai chân sang hai bên. Mở rộng hai chân sang hai bên. Mũi chân chếch một góc 45 độ. Được chưa nào? Hít vào. Vươn hai tay lên. Vươn hai tay. Chắp lên trên phía đỉnh đầu của bạn. Nâng cằm lên. Thở ra. Chúng ta hạ cái mông của chúng ta thấp xuống. Thấp xuống. Đầu gối được mở sang hai bên. Được chưa nào? Rồi hít vào. Vươn lên. Thở ra. Hạ tay xuống. Cúi đầu. Hai. Hít. Vươn tay của bạn lên. Duỗi thẳng cánh tay, chắp lên trên phía đỉnh đầu và thở ra. Chùng đầu gối, lưng giữ thẳng, hạ thấp dần mông xuống, mở đầu gối ra nào, mở mở đầu gối, đúng rồi, hít vào. Vươn lên, thở ra, hạ tay xuống. Nhịp cuối cùng 3, hít. Vươn hai tay của bạn lên, nâng cằm, thẳng cánh tay, chắp lên trên phía đỉnh đầu và thở ra. Hạ mông thấp dần, mở đầu gối ra, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm. Bây giờ hít vào. Vươn tay lên. Thở ra. Hạ tay xuống. Cúi gập cằm xuống. Thả lỏng. Duỗi cái mũi chân thẳng về phía trước đi. Thế. Sau đó lùi mông ra sau. Hai tay chống vào phía đầu gối. Khuỷu tay mở sang hai bên nhá. Cơ thể đổ về phía trước. Hít vào. Thở. Vặn vai phải xuống này. Đầu gối vẫn mở bung sang hai bên. Hít về giữa. Thở. Vặn qua bên trái. Hít giữa. Thở. Vặn phải. Hít giữa. Thở. Vặn trái. Sâu xuống nữa nè. Hít về giữa. Thở. Vặn phải. Hít giữa. Thở. Vặn trái. Chữa các bệnh đường hô hấp. Tăng sức đề kháng cho chúng ta ở động tác này. Hít về giữa. Và nâng cơ thể lên. Hít vào. Thở ra. Hạ tay xuống. Thả lỏng. Nhắm mắt. Điều hòa hơi thở. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Thở ra. Rồi mời bạn thu chân lại. Thu chân lại. Đứng lên trên phía đầu thảo. Được chưa ạ? Hít vào một hơi thật sâu. Kiễng gót chân này. Bạn vươn hai tay của bạn lên. Vươn hai tay lên. Thế thật chậm nha. Mở vai. Nâng ngực lên. Hít vào. Thở ra. Chùng đầu gối. Chùng đầu gối. Mông đẩy ra sau. Vươn dài lưng. Bụng chạm sát về phía đùi của bạn chưa? Chạm sát đùi chưa? Đúng rồi. Hạ xuống này. Hạ xuống. Rồi chống tay, duỗi thẳng căng đầu gối, nhướn ngực của bạn lên, hít vào, thở ra, đi bộ hai chân ra sau, trở về tư thế tấm ván, hít vào một hơi thật sâu, thắt chặt cái vùng bụng, mông đùi của bạn và thở ra thật chậm, sau đó hít vào, thở, hạ đầu gối xuống. Lùi mông của bạn ra sau. Nhướn cái ngực của bạn lên. Nhướn cằm, nâng cằm. Hít vào. Cuộn người về phía trước. Rồi bạn hạ ngực xuống giữa hai tay của bạn. Sau đó lướt người lên. Xoay cái vai, nâng cằm lên. Tư thế rắn hổ mang. Hít sâu. Và thở chậm. Từ từ hít vào. Và thở ra. Bạn nhẹ nhàng lùi mông của bạn ra sau đi. Lùi mông của bạn ra sau. Thế, nhướn ngực lên. Nhướn ngực nâng cằm. Rồi hít vào. Thở ra. Cong lưng, cúi đầu xuống. Sau đó kéo hai tay của bạn ra sau. Nhấc cái đầu gối lên. Được chưa nào? Nhấc đầu gối. Đưa hai tay ra sau. Nâng cằm, lắc nhẹ hai chân sang hai bên.
Được chưa nào? Rất là dễ chịu cho cái vùng cổ chân. Các bạn nào mà hay đi giày nó bí bách ở chân ấy, đặc biệt là giày cao gót, tập cái động tác này để nó phục hồi, nắn chỉnh cho cái xương ở bàn chân của bạn rất là tuyệt. Hít vào và thở ra, từ từ hít sâu, thở ra, hạ chân xuống, hạ chân, hạ chân, nâng cơ thể của bạn lên, mở đầu gối sang hai bên, rộng bằng hông, mở chân rộng bằng hông, sau đó hít vào, nâng cơ thể lên, nâng cơ thể, vươn hai tay lên, thẳng cánh tay, sát về phía tai, hít vào và thở ra, bạn nghiêng qua bên phải đi, thế, hạ tay phải ngang đầu gối của bạn, xuống chưa nào? Nếu như xuống rồi thì cái vùng cơ lườn eo của bạn sẽ rất là mềm và thon đấy. Hít vào và thở ra, nghiêng qua bên trái, hạ các ngón tay xuống, thẳng tay phải, mắt nhìn lên, hít vào, thở ra, nghiêng qua bên phải, hít vươn tay lên, thở bạn nghiêng sang trái. Một lần nữa hít vào. Thở ra. Hít vươn tay lên. Thở nghiêng qua bên trái, hướng mắt nhìn lên. Rồi sau đó hít vào. Vươn tay. Thở ra. Hạ tay xuống. Chống tay ngang hông của bạn. Thế ngang hông, hít vào. Đẩy căng lồng ngực, đẩy nhẹ hông về phía trước, nhẹ thôi. Khuỷu tay kéo ra sau, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Vươn hai tay của bạn lên và thở ra. Trượt người về phía trước, dài, thật dài. Với hai tay thật xa về phía trước nhé. Tay duỗi thẳng, hạ trán, duỗi dài lưng. Giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào. Nâng cơ thể lên. Lùi mông ra sau. Cuộn lưng. Nhấc từng đốt sống lên. Đầu lên sau cùng. Nâng cơ thể nhẹ nhàng. Bạn hạ mông xuống. Hạ mông xuống. Vươn dài hai chân về phía trước. Dài hai chân về phía trước. Được chưa nào? Sau đó chúng ta đặt cái gối ở dưới cái phần đầu của mình, hạ cơ thể xuống. Thế. Vươn hai tay duỗi cái mũi chân. Hai tay vươn qua đầu, duỗi mũi chân, hít vào thật sâu, nhấn chặt cái vùng thắt lưng xuống nha. Nâng cơ thể lên, ngóc cái đầu, nâng hai chân lên để duỗi cái bàn tay song song theo cái mặt sàn, hít thở đều, đá nhẹ hai chân này. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Hít vào. Thở ra. Hạ cơ thể, hạ chân xuống. Thả lỏng cho cơ thể, thả lỏng cho vùng bụng và vùng lưng của bạn. Chúng ta có thể bỏ cái khăn ở trên đầu ra. Cúi gập cằm xuống. Chống cái mũi chân. Hai tay xuôi theo thân. Gập cằm nhá. Kéo giãn từng đốt sống gáy ra. Gập cái cằm của bạn xuống. Rồi bây giờ hít vào. Nâng hông lên. Thở hạ xuống. Hai, hít lên. Thở hạ xuống. Ba, hít. Thở hạ xuống. Chúng ta tập 5 lần. 4, hít. Thở hạ. Và 5, hít vào. Giữ ở đây, hít thở đều. Hít sâu. Thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào và thở ra. Hạ cơ thể xuống. Co gập hai chân sát về phía ngực của bạn. Hai tay ôm vòng quanh chân. Lắc lư sang hai bên. Hít sâu. Thở chậm. Rồi, bây giờ hạ chân trái, từ từ chân phải ép về phía ngực của bạn nhé. Nâng chân lên là kéo cái gót chân này, căng lên. Rồi, duỗi thẳng căng chân, bạn giữ ở đây, ôm lấy cái vùng bắp chân, đảm bảo chân được duỗi thẳng, đảm bảo chân được duỗi thẳng là hít thở đều. Cảm nhận cái sự kéo giãn
từ cái vùng khớp háng, vùng bắp đùi sau của chúng ta này, kéo này, kéo này, kéo này, gân và dây chằng khu vực đùi của chúng ta, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít sâu, thở ra, chậm rãi hạ chân xuống. Rồi bây giờ co chân phải lên sát về phía ngực, kéo căng cái gót chân ra, rồi duỗi thẳng lên, duỗi thẳng, nắm lấy cái vùng bắp chân. Bạn giữ ở đây, hít thở đều, hít vào, thở ra. Đảm bảo chân được duỗi thẳng nha bạn. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít sâu, thở ra, hạ chân xuống, mỗi bên một lần nữa. Co chân phải lên, rồi ép sát cơ thể đi, hít vào, duỗi căng chân. Thế, giữ ở đây, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hạ chân xuống, thở ra, sau đó co chân trái lên, hít vào, rồi thở ra, duỗi thẳng căng chân trái, đầu gối vẫn đảm bảo sát về phía bụng của bạn đó, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào và thở ra, hạ chân xuống, hạ chân xuống. Thả lỏng cho hai chân của bạn đi. Rồi chúng ta lại tiếp tục gối đầu để chuẩn bị thư giãn, kết thúc bài tập ngày hôm nay nhé. Thế, hai tay của bạn dang sang hai bên, gập cằm xuống, nâng hai chân, hít vào, thở ra. Bạn vặn qua bên phải đi, vặn qua bên phải, co cao lên, giữ ở đây, hít thở đều, thả lỏng cho hai chân, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, sau đó hít vào, nâng hai chân lên, thở ra, vặn qua bên trái, cao lên, rồi sau đó thả lỏng cho hai chân, thả lỏng cho tay vai, hít vào và thở ra. Từ từ hít sâu, đưa hai chân lên, thở ra, duỗi thẳng hai chân xuống, mở rộng hai chân sang hai bên. Hai tay xuôi theo thân, gập cằm xuống, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn, thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận
nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn, và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào. Vươn hai tay qua đầu, duỗi thật dài cho cơ thể, rồi nghiêng mình sang bên phải. Cho tim nghỉ ngơi, tĩnh lặng vài nhịp thở nha bạn. Sau đó chúng ta nâng cơ thể ngồi dậy. Nguyễn Hiếu chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc bài tập ngày hôm nay. Và bạn cảm thấy thế nào? Sau mỗi một ngày cơ thể như được tái tạo, tươi trẻ hơn và khỏe mạnh hơn, đúng không nào? Hãy bình luận xuống phía dưới, chia sẻ những cái trải nghiệm của bạn và những cái sự thay đổi tốt lên trên trong cơ thể của bạn để cho Nguyễn Hiếu và các bạn trong lớp cùng biết bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi nhau và gặp lại nhau vào sáng ngày mai. Nguyễn Hiếu sẽ rất là háo hức và mong chờ đến sáng ngày hôm sau để được gặp gỡ các bạn đấy. Các bạn có giống như Nguyễn Hiếu không? Rồi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng ngày mai bạn nhé. Và một số bạn thì có nhắn hỏi Nguyễn Hiếu rằng là em không biết shop của cô ở đâu để em vào để em đăng ký tìm chọn đồ tập này, trang phục tập này, rồi là rất là nhiều món. Thì các bạn để ý ở cái phần mô tả ở cái livestream này cũng như là Nguyễn Hiếu ghim ở cái phần bình luận luôn luôn có để đường link shop của Nguyễn Hiếu để cho các bạn có thể vào và tham khảo lựa chọn những dụng cụ tập, đồ tập và những đồ ăn thức uống mà Nguyễn Hiếu chia sẻ ở trên đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.